Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là điện thoại Dotting Phone 1. Đây là bài review chính thức và lý do tại sao bạn không nên mua nó ở thời điểm hiện tại. Thì mình đã có một cái video unboxing rồi, và đây là cái video thứ hai về cái con điện thoại Dotting này. Để bắt đầu cái video này thì mình sẽ nói về cái nguồn gốc của cái điện thoại Dotting. Dotting Phone thì được thành lập bởi CarPay. CarPay là cựu CEO của OnePlus, và sau khi rời khỏi OnePlus thì anh bắt đầu với một cái dự án mới tên là Dotting. Cái sản phẩm đầu tiên ra mắt đó chính là cái tai nghe True Wireless Dotting Ear. Đây là một cái sản phẩm rất là thành công các bạn, và nghe đồn đâu là họ bán được khoảng 500.000 sản phẩm vào năm ngoái. Tiếp nối cái thành công đó thì họ đã chính thức lấn sân vào thị trường smartphone với chiếc điện thoại Dotting Phone 1. Cái cảm nhận đầu tiên mà khi các bạn cầm trên tay nó thì nó rất giống iPhone. Cụ thể thì nó rất giống iPhone 12 các bạn, với cụm camera đặc dọc. Ngoài ra thân máy còn được làm bằng nhôm, cầm nắm nó thì mình thấy nó rất là mịn và rất là nhẹ. Cái thiết kế vuông vức này các bạn sẽ thấy rất là nhiều trên iPhone. Tuy nhiên là mình thấy đa số điện thoại Android họ làm cái phần bên hông này nè, nó hơi bo tròn một chút xíu. Giống như mình nói thì chiếc điện thoại này rất giống iPhone. Tuy nhiên để tách biệt sản phẩm của mình với Apple thì họ đã tiếp cận một cách rất là thông minh, đó là làm lại nguyên cái phần mặt lưng của chiếc smartphone này. Nó thêm đã trang bị một cái mặt kính trong suốt để các bạn có thể nhìn thấy những cái linh kiện ở bên trong, giống như là các bạn có thể nhìn thấy một cụm camera nè, là không dây, những cái cáp nối. Tùy vào cái phiên bản màu mà các bạn lựa chọn thì những cái thiết bị bên trong sẽ được sơn cái màu tương ứng. Ở đây mình có điện thoại màu đen thì những cái linh kiện bên trong cũng sẽ là màu đen hoặc là màu xám, nhìn nó rất là đẹp. Ngoài cái thiết kế trong suốt thì họ còn trang bị cho cái điện thoại này một hệ thống đèn LED gọi là đèn Cliff. Cái đèn LED này có thể giúp các bạn tương tác với điện thoại qua hiển thị những cuộc gọi tới cũng như là hiển thị những cái thông báo, và nó sẽ phản hồi ở cái mặt lưng này. Với phiên bản cập nhật mới nhất thì các bạn có thể lựa chọn những cái thông báo ở sau mặt lưng này tương ứng với cái số điện thoại gọi tới. Thì những cái cụm đèn LED này nó còn thể hiện phản hồi từ cái điện thoại, giống như là cái cụm đèn LED xung quanh camera thì có thể là timer để khi các bạn chụp ảnh nháy 3 lần, 1, 2, 3 và bắt đầu sẽ chụp ảnh. Cái cụm đèn mà gần cổng sạc thì nó cũng sẽ thể hiện là cái thời gian cần có để sạc đầy cái điện thoại này. Ở đó thì đằng sau chúng ta còn có một cái đèn màu đỏ để thể hiện là đang quay phim. Mình rất là thích khi mà mình nhìn những cái đèn này nhấp nháy cũng như là những cái tiếng mà nó giả lập robot đó, rất là hay. Tuy nhiên nó sẽ khá là vô dụng đối với những người mà có thói quen giống như là mình, khi mà các bạn đặt cái máy ấp xuống. Khi mà mình đặt cái máy ấp xuống thì mình không có muốn nhận bất cứ một cái thông báo nào từ điện thoại. Một cái điều mà các bạn phải lưu ý về cái cụm đèn chớp ở đằng sau này là nó dễ ảnh hưởng tới những người có tiểu sử của bệnh động kinh. Các bạn không có nghe nhầm đâu các bạn. Đây là cái lưu ý bên trong hệ thống, và nó có thể ảnh hưởng những cái người mà có tiểu sử về bệnh động kinh cũng như là khá là nhạy cảm với ánh sáng. Ok, nếu mà các bạn nghĩ cái điện thoại này chỉ có cái thiết kế mặt sau rất là đặc biệt thì các bạn đã bỏ lỡ rất là nhiều cái điều hay ho về cái điện thoại này. Cái màn hình chúng ta đang có ở đây là một chiếc màn hình OLED với tần số quét lên tới 120Hz, và hơn thế nữa là chúng ta có một cái thiết kế màn hình tràn viền ở bốn góc luôn. Đối với những cái điện thoại tầm trung á, thì thường á, là các bạn sẽ thấy là cái phần đen ở dưới nó sẽ nhiều hơn, hoặc là cái phần đen ở trên nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên đối với điện thoại này thì nó là một cái thiết kế tràn viền bốn góc rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Thì để làm được cái điều này ấy, thì hãng phải trang bị một cái màn hình OLED dẻo để có thể cắt gọt đều bốn góc, cũng như là khoét cái cục camera về góc bên trái, và nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi, nên là cái nội dung mà các bạn coi trên cái điện thoại này nó khá là rộng. Cảm nhận của mình về cái màn hình OLED này thì nó cho cái màu sắc rất là sặc sỡ và cái màu đen nó rất là sâu. Về cái màn hình 120Hz này thì nó có thể giảm xuống 60Hz để có thể tiết kiệm pin. Đặc biệt hơn nữa là dưới cái màn hình này chúng ta có một cái cảm biến vân tay rất là nhạy, mà mình không cần phải mò, rất hiếm khi nào mà nó không có nhận diện được cái vân tay của mình. Điều này nó nhỏ thôi, tuy nhiên là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới trải nghiệm của các bạn. Giống như là mình chuyển từ điện thoại iPhone với cái hệ thống Face ID á, mình không có thích cái hệ thống Face ID, mình vẫn thích cái chuyện là dùng vân tay hơn. Vân tay trên cái máy này rất là mượt. Đây có thể coi là cái điểm mà mình thích nhất trên cái điện thoại này luôn. Cái điều cuối cùng mà mình muốn nói về cái màn hình này mà rất là nhiều người bỏ lỡ, đó là chúng ta có một cái miếng dán rất là mỏng thì họ đã dán sẵn luôn, nên là các bạn sẽ không có cần phải mua cái miếng dán bảo vệ màn hình trước. Khi các bạn vào bên trong cái máy này thì các bạn sẽ nhận ra rằng là chiếc máy này chạy một cái hệ điều hành gọi là Dotting OS. Cái điểm đặc biệt của cái hệ điều hành này đó chính là những cái chữ hoặc là số sẽ được theo một cái phong cách gọi là dot matrix. Nó là những cái chấm nhỏ và xếp thành rất là nhiều cái ký tự. Bạn sẽ thấy cái thiết kế này xuyên suốt
trong cái quá trình sử dụng cái điện thoại này. Một cái điều mà hãng đã làm để giúp các bạn có một cái trải nghiệm về giao diện tốt hơn đó là họ đã cắt đi khoảng 40% những cái ứng dụng được cài sẵn ở trên hệ điều hành Android 12. Điều này giúp cái máy có một cái trải nghiệm tối giản và rất là thân thiện với người dùng. Đồng thời nó cũng giúp cho cái máy này tăng cái hiệu năng sử dụng. Mình chuyển từ hệ điều hành iPhone qua cái máy này thì nó chỉ tốn của mình khoảng độ 2-3 tiếng thì mình đã làm quen được với cái hệ điều hành này rồi. Về hiệu năng của cái máy này thì mình không có nghĩ đây là một cái máy có sức mạnh phần cứng vượt trội. Chủ yếu người ta sẽ tập trung vào trải nghiệm thôi. Về con chip mà được trang bị trên cái máy này đó là con chip Snapdragon 778G Plus có hỗ trợ 5G. Cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 8GB RAM với cái ổ cứng là 256. Về những cái trải nghiệm thông thường như là lướt web cũng như là coi YouTube thì mình thấy là nó đáp ứng rất là ổn. Về game thì mình có test game ở đây cho các bạn coi thì các bạn tự đánh giá là xem nó có lag hay không. Thì những cái trải nghiệm về gaming của mình trên cái máy này đối với mình thì mình thấy nó tạm ổn. Cái loa thì chúng ta có một cái loa hệ thống loa ở dưới này, nó khá là to nhưng mà nó không có chiều sâu cho lắm, cũng sẽ là sound test cho các bạn luôn. Cái điều mà mình quan tâm nhất trên cái chiếc điện thoại này đó chính là khả năng chụp ảnh cho nó. Trên cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống camera lên tới 50 megapixel. Cái cụm camera này sẽ được trang bị cái cảm biến của Sony là Sony IMX766. Nó khá tương đồng với những cái điện thoại như là OnePlus cũng như là Asus. Cam chính có khẩu độ là 1.8 và có hỗ trợ chống rung OIS. Cam góc rộng thì có khẩu độ là 2.2 và nó có khả năng chụp macro. Thì đây là những bức hình mà mình chụp với cái điện thoại này. Mình thấy màu sắc nó rất là rực rỡ. Về quay phim thì chúng ta có thể quay được dạng 4K với 30 khung hình trên giây. Tuy nhiên với chất lượng HDR thì các bạn chỉ có thể quay được ở định dạng là Full HD mà thôi. Cảm nhận của mình về cụm camera này khi mà trong cái điều kiện ánh sáng đầy đủ thì nó cho ra một cái hình ảnh rất là sắc nét. Về chụp tối thì mình không có đánh giá cao nó lắm. Dù cái chiếc máy này được trang bị một cái chế độ chụp ban đêm, hình ảnh nó cũng khá là nhòe khi mà các bạn chụp đêm. Đây là một cái điểm yếu cố hữu của những cái điện thoại smartphone. Khá là ấn tượng cho cái điện thoại này là họ trang bị một cái cục pin khá là lớn, 4500mAh. Thì thời lượng pin coi video liên tục lên tới là 9 tiếng các bạn. Đi qua một lượt cái thông số thì các bạn thấy là chiếc điện thoại này có thiết kế rất là đẹp và cái thông số bên trong nó cũng không quá là tệ. Nó thật sự là một cái điện thoại rất đáng để các bạn có thể mua, đúng không? Tuy nhiên là mình sẽ không khuyên các bạn mua cái điện thoại này, ít nhất tới thời điểm hiện tại. Lý do đầu tiên đó là rất khó để các bạn có thể mua được chiếc điện thoại này. Nguyên do là Nothing là một cái startup khá là nhỏ và họ chưa có một kênh phân phối như là Apple hay là những cái hãng như là Samsung. Nếu các bạn mua mà nó có cái vấn đề mà các bạn muốn đổi trả thì rất khó, tại vì họ chưa có một cái hệ thống phân phối. Họ vẫn bán online cái chiếc máy này và cái chiếc máy này sẽ được ship từ Hồng Kông. Nên là mua nó và gửi lại cho hãng thì rất là phức tạp và rất là nhiều cái vấn đề về chi phí. Cái lý do thứ hai mà mình khuyên các bạn không nên mua cái điện thoại Nothing Phone 1 là cái vấn đề chất lượng của nó. Điện thoại này có rất là nhiều lỗi, không có phải về phần mềm các bạn, mà chủ yếu nó đến từ phần cứng. Có 3 cái lỗi phổ biến và cái điện thoại mà mình trên tay đây dính tới 2 lỗi luôn các bạn. Do cái thiết kế mặt trước các bạn nhìn thấy là nó khá là phức tạp. Thường là những cái đèn LED này nó sẽ bị hư. Thì cái sản phẩm mình đang có ở trên tay thì nó bị hư cái đèn LED lớn nhất luôn. Mất đi cái cụm đèn LED ở giữa thì nó giảm đi cái khả năng chiếu sáng một nửa của cái mặt đằng trước này luôn. Lỗi thứ hai mà mình ghi nhận trên cái điện thoại của mình đó chính là lỗi màn hình xanh. Khi mà các bạn giảm độ sáng của cái máy này xuống cái mức cuối cùng á thì các bạn sẽ thấy là cái phần ở dưới này nó vẫn sáng hơn cái phần ở giữa. Và cái phiên bản mình có ở đây á, nó không những sáng hơn ở cái phần ở giữa mà nó còn sáng hơn ở cái phần viền này nữa. Một cái điểm nữa mà rất là nhiều bất cập mà trên cái phiên bản này mình không bị đó chính là những cái pixel ở trên cái màn hình nó bị chết. Thường nó sẽ nằm xung quanh cái cụm camera trước
do họ khoét một cái lỗ ở đây. Tuy nhiên trên cái phiên bản này mình không có hiện tượng đó. Thì đây là ba cái lỗi mà rất là phổ biến trên điện thoại Nothing. Những cái điều này cũng khá là dễ hiểu thôi, tại vì Nothing là một cái hãng rất là non trẻ về điện thoại. Đây là cái điện thoại đầu tiên của hãng này thì không thể nào tránh khỏi những cái sai sót được các bạn. Tuy nhiên với phương diện là một cái reviewer thì mình sẽ không có khuyên các bạn mua cái máy này, tại vì cái máy này còn rất là nhiều lỗi và khi các bạn đổi trả nó cũng rất là khó. Giống như mình là tại mình phải gửi nó lại về Hồng Kông. Một điểm nữa là Nothing phản hồi rất là chậm trên cái hệ thống của họ, nên là mình khuyên các bạn hãy khoan, hãy mua cái máy này. Ok, để kết thúc cái video này thì mình nghĩ là mình rất là thích cái điện thoại này các bạn. Tự tin là mình nói là mình có thể chuyển từ điện thoại iPhone qua điện thoại Nothing 1 nếu mà nó không gặp những cái lỗi như mình đã nói. Hiện tại thì hãng vẫn có cái chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày, giống như là tùy thuộc vào các bạn mua nó ở đâu. Thì mà các bạn phải chuyển về Hồng Kông thì nó rất là tốn thời gian các bạn, và họ phải chuyển lại cho mình một cái máy khác, không có chắc là nó có hoàn thiện không. Thì mình khuyên các bạn hãy khoan mua cái máy này đi ha. Nếu mà cái điện thoại này không có lỗi thì theo các bạn là cái điện thoại này có xứng đáng 11-12 triệu không ạ? Thì hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết. Video tới đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi cái video này, và hẹn gặp lại các bạn ở vlog kế tiếp. Bye.